Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, trong hai ngày cuối tuần, trung tâm y tế ở các huyện, thị xã, thành phố Huế đã khẩn trương phun hóa chất xử lý môi trường tại các trường học, chợ, khu đông dân nhằm ngăn chặn nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chỉ đạo các trường học trên địa bàn hướng dẫn học sinh vệ sinh cá nhân, ngăn ngừa virus theo hướng dẫn của ngành y tế. Tranh thủ hai ngày học sinh nghỉ học, các tổ chức y tế cơ sở đã tập trung tiêu độc khử trùng trong và ngoài khuôn viên trường học, đoạn tiếp giáp với khu dân cư. Đến cuối giờ chiều ngày 2 tháng 2, hơn 90% trên tổng số trường học từ bậc mẫu giáo lên đến trung học phổ thông trên địa bàn đã được phun thuốc, xử lý môi trường. Sáng nay, các đội vệ sinh dịch tễ tiếp tục phun thuốc tiêu độc khử trùng ở khu vực các chợ, trung tâm thương mại, khu đông dân cư. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện tại học sinh trên địa bàn vẫn đi học bình thường. Sở đã chỉ đạo các trường học, các đơn vị trực thuộc trong sáng nay phải dành thời gian hướng dẫn học sinh biết cách vệ sinh cá nhân để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm virus, phòng dịch có hiệu quả theo hướng dẫn của ngành y tế.